Cảm ơn quý vị đang theo dõi chương trình Tài chánh của Đài Lê Lô Sài Gòn TV. Tôi và Kỳ Anh, hai chị em chúng tôi đang nói chuyện về để dành tiền với cái hệ thống solar. Cái hệ thống solar kể như là cũng là không cũ lắm mà không cũng mới lắm đối với người Việt Nam mình chúng ta ở đây, nhất là California. Thì nãy giờ Kỳ Anh cũng nói rằng là cách làm sao tính toán để có thể mình có thể lời, nghĩ tới cái chuyện mà lời để dành tiền để mà khi mà mình sử dụng solar thì tự nhiên cái chị nghĩ tới bên cạnh cái nhà thì mình có cái xe điện, thì tự nhiên là mình chỉ thấy ra ngoài đường như là ai cũng chạy Tesla hết. Thì có thể cái đó là save ở trong cái gas cũng như là cái xe điện của mình. Thì giờ em nói một tí là làm sao cái xe điện cũng như là cái nhà có thể để dành tiền cho mọi người không? Bằng cái solar. Em nghĩ đây là một cái đề tài rất là hay luôn á chị. Tại vì Cali mình là cái tiểu bang gọi là mặt trời. Nó cũng vàng như áo chị hôm nay. Rất là đẹp luôn. Thì thưa quý vị, mình đang ở một cái tiểu bang mà nắng coi như là chói chang cả năm. Chứ không phải là như những tiểu bang khác mà chỉ có 3 tháng hay 6 tháng. Thì tại sao mình không có tận dụng cái đó? Và thật sự bang Cali cũng đang rất là promote, cũng là hỗ trợ rất là nhiều cho cái chương trình này. Và thực ra là ở Cali mình là dẫn đầu về cái solar cho toàn nước Mỹ, thưa quý vị, cho nên mình đang ở trong một cái tiểu bang mà cái môi trường rất là thuận lợi. Thì về cái xe điện thì em cảm thấy đây là một cái, bản thân em cũng xài xe điện và em rất là thích, tại vì không cần phải đi đổ xăng nữa. Đúng rồi. Đó là một cái lý do em thích xài, tại vì xăng bây giờ nhiều khi mình đổ một bình là cả 100 đồng phải không chị? Cho nên một tháng mình đi cũng 4 tuần mình đổ là cũng phải 400-500 đồng, đó là mình đi bình thường á. Thì nếu mà mình đổi qua điện solar, thưa quý vị, thì không những mình tiết kiệm được tiền điện với công ty điện Edison, mình control, gọi là control là gì chị nhỉ, mình giữ lại được cái giá điện nó không có tăng, nó cứ tăng hoài thôi chị. Nó tăng cả 10% một năm thì mình giữ được cái giá điện đó, nó không có tăng. Và thứ ba nữa là mình tiết kiệm được tiền xăng. Thật ra là mình gắn cái solar là mình có thể mình sạc ở nhà luôn. Cho nên cái payment mà mình make cho công ty solar để mình mua cái điện solar, hoặc là mình bỏ tiền ra mình mua cái hệ thống, thì nó thật ra nó đã tính luôn cái tiền xăng ở trong đó. Cho nên em nghĩ đó là rất là lợi cho quý vị. Và bây giờ cái giá xe điện cũng rất là rẻ phải không chị? Nó cũng tạo cái điều kiện. Tại chị chưa có xe điện cho nên chị cũng sẽ rất là thích thú. Nó cũng tạo cái điều kiện rất là nhiều để nhưng mà cái hệ thống để mà gắn cái solar vô bằng cái cho xe đó, nó có mắc không? Tụi em cũng gắn luôn mà phải không? Dạ đúng rồi, cái hệ thống đó thì thật sự nó không mắc chị. Thật ra mình chỉ gắn cái outlet hoặc là mình mua cái đồ chạc mình gắn thôi, thì nó cũng chừng mấy trăm đồng để gắn cái outlet đó. Rồi ở cái đồ chạc chừng 1.000-2.000 tùy loại mình mua. Như vậy là tụi em có sẵn cái solar. Dạ, solar là nó sẽ power cái nhà của mình, nó sẽ cho cái điện vô nhà. Em nghĩ là cái một cái point rất là good nữa là bây giờ khi mà gia đình nào mà có, hồi xưa giờ mình xài chừng 200 đồng tiền điện là average phải không ạ? Thì bây giờ em thấy rất là nhiều bill điện nó lên 400-500 đồng. Là tại vì người ta xài xe điện. Sau khi mà mình có một chiếc xe điện và mình tính mua thêm một chiếc xe điện thì em nghĩ là mình phải đi solar thôi. Tại vì không đi solar thì thật sự là rất là uổng. Điện rất... trời dạ, free. Đúng rồi. Nó là giống như là quý vị cứ nghĩ là nắng mặt trời là free. Đúng rồi. Nó không có ai chạc mình cái tiền đó. Mình chỉ cần mình bỏ tiền ra mình đầu tư một cái hệ thống để mà mình thu nhận cái năng lượng đó, để mà mình bỏ vô nhà mình xài thôi. Thật ra là ngoài cái vấn đề tiết kiệm tiền điện thì em nghĩ có một cái vấn đề nữa là mình bảo vệ được môi trường đó. Đúng chị. Rồi, cái môi trường rất là quan trọng. Cái đó là cái lý do tại sao mà tụi em dấn thân vô cái ngành solar, là tại em cũng rất là believe in cái đó. Thì thay vì mình phải đốt than để mình tạo điện, hay là mình đốt những cái hạt nhân như là một lần cái nhà máy hạt nhân nuclear ở San Diego nó bị leak hay gì đó, nó rất là hại cho môi trường. Thì bây giờ mình có mặt trời, tại sao mình không dùng mà? Đúng rồi. Không mà chị nghĩ nó vừa reduce cái air pollution của cái gas từ cái xe nữa, cái emission. Dạ đúng rồi. Không mà chị nghĩ chị cũng rất là thích về cái tại vì California của mình là rất là chú trọng về cái green. Rất là green. Bây giờ có solar thì cũng rất là good. Bây giờ chị biết là có nhiều loại solar lắm. Em có thể giải thích một tí những cái loại solar mà chị biết là có loại mỏng, loại dày, rồi nó có ảnh hưởng như tới cái, nhiều người họ muốn gắn solar mà họ sợ bị hư cái roof của họ. Cái nóc mái nhà, họ nói là gắn vô là thế nào cũng bị hư nóc. Thì bây giờ em có thể giải thích một chút xíu cái chỗ đó cho mọi người yên tâm khi người ta gắn solar không? Em thấy là những cái câu hỏi của chị Tịnh là rất là
là vô vấn đề. Thực tế là em nghĩ là chị cũng có cái research, thì cảm ơn chị đã hỏi những câu hỏi mà rất là nhiều người đang rất là quan tâm. Thì cái câu hỏi của chị là mình gắn solar thì nó có bao nhiêu loại đúng không chị? Thì nếu mà mình đi mua xe thì dễ quá rồi, mình đúng biết rồi. Toyota, Mercedes, Honda, everything. Bây giờ chưa, nhưng mà biết chưa bao giờ mình ai thường khách đến em là đều là, thật ra hồi bây giờ cũng đa số là người gắn lần đầu. Có rất là nhiều khách họ đã gắn 2-3 cái nhà, họ cũng quay lại hay là họ mua thêm, vì người Việt Nam mình thích mua nhà. Thì mình phải tìm hiểu và lựa chọn thưa quý vị, tại vì không phải solar nào nó cũng giống nhau. Mình mua cái xe này nó khác cái xe kia, và cái giá tiền cũng khác, cái chất lượng cũng khác, và cái warranty cũng khác. Thì tụi em offer đó là cũng 2-3 cái dòng sản phẩm về solar. Thứ nhất là tụi em là Elite Dealer for SunPower. Thì SunPower là công ty của Mỹ, và họ là top of the line của solar industry. Họ làm rất nhiều cho commercial và residential. Headquarter của họ là ở San Jose, và tụi em cũng có luôn những cái đó là premium panel. Tụi em có luôn những cái panel mà loại chất lượng cao mà giá cũng phải chăng, thì để cho khách hàng lựa chọn. Và ngoài ra thì lựa chọn cái installer cũng rất là quan trọng chị, cái người lắp đặt. Tại vì thí dụ như chị Tịnh đi ra dealer xe, chị Tịnh mua một cái xe là đã lắp đặt sẵn rồi, từ hãng, thì mình đi dealer nào cũng được, nói chung giá cả thì mình thích cái nào mình đi cái đó. Nhưng mà cái này là mình phải đem đến nhà và mình ráp nó vô chị, cho nên nó không phải là ai gắn cũng vậy. Thì đó. Thì có nhiều người muốn gắn mà cứ sợ tôi mới lợp cái nhà, mái nhà xong tôi đâu mới mấy ông leo lên đó là hư mái nhà của tôi rồi. Sao đúng không? Dạ đúng rồi. Thì tụi em là chuyên gắn mái ngói. Tại vì người Việt mình rất là nhiều người thích mái ngói và có mái ngói. Và tụi em cũng có rất tất cả các loại license và bảo hiểm có thể là warranty được cái leak và những cái puncture trên cái mái nhà của mình. Thì thật ra nó cũng rất là đơn giản, là solar mình cũng không có làm gì ghê gớm. Mình chỉ tìm những cái beam gỗ ở trên mái nhà và mình punch cái đinh vô đúng, và mình seal lại 3 lớp thì nó cũng sẽ rất là an toàn. Chỉ khi nào mà mình ẩu á, mình punch tùm lum thì nó sẽ bị leak. Và những cái đó là thật sự là tụi em rất là kỹ về phần đó. Tại vì cái mái nhà thật sự đối với ai cũng rất là quan trọng. Đúng rồi. Nhà của nhà mình là rất là quan trọng. Mua nhà đầu tiên hết là coi cái mái. Dạ đúng cái rồi, đó là nóc nhà phải không chị? Nó là phải che chở cho mọi thứ. Cho nên là cái đó là tụi em rất là quan trọng. Là tụi em phương châm là mình làm kỹ thì sau này mình không có phải làm lại. Và đúng mình cũng không có nhức đầu á chị. Dạ. Cho nên cái thứ nhất là em khuyên quý vị khi mà tìm hiểu về công ty Solar là cũng một công ty ở trong cộng đồng lâu năm và local. Nhiều khi công ty nó đâu trên Bắc Cali hay ở tiểu bang khác, thì lúc mà mình cần cái service không có, công ty cũng phải có license good, cũng phải có tất cả các bảo hiểm. Bảo hiểm quý vị, tại vì nhiều khi mình muốn không có bảo hiểm, nó lỡ họ té trên mái nhà mình hay là có những cái vấn đề xảy ra thì mình không có biết ở đâu để mà mình có thể mình hỏi được, đúng không? Cho nên bảo hiểm rất là quan trọng, license rất là quan trọng, và một cái công ty họ có một cái bề dày lịch sử một tí. Thì tại vì khi mà tụi em gắn cho khách đó, thì cái lời hứa và trên contract là 10 năm workmanship, thì trong 10 năm đó là tụi em phải chịu trách nhiệm những cái tụi em làm mà nó không đúng, mà nó không work. Còn về bên hãng manufacturer và nhà sản xuất panel thì thường là 25 năm warranty trở lên. Thì có tất cả vấn đề gì mà nó không work thì mình gọi thì họ sẽ gửi cho mình cái part. Ok, cho chị hỏi là tại vì một cái solar khi mà mình install như vậy, nó từ 20 tới 30, mình cộng thêm những cái lặt vặt như mình gắn thêm cái panel cho cái xe, thì nó tới 20-30 ngàn. Rồi bên tụi em có làm có finance mấy cái chuyện đó không? Dạ, tụi em có hết financing với credit union cũng có, cái rate cũng good. Thì tại vì cái background của em là banking, đúng cho rồi. Nên về financing là em rất là chú trọng, và em tìm những cái partner, những cái company, những cái nhà bank nào mà nó cho good deal cho khách hàng. Tại vì nhiều khi mình thấy cái rate đó nó rất là thấp, có những công ty họ đưa những cái rate 1.99, 2.99%, nhưng mà thật ra nó có rất là nhiều fees ở trong đó mà mình không biết được, thì sau mấy này cái fee mình... fee đó dạ, mất công lắm, rất là nhiều á chị. Cho nên là em lựa chọn đi với những công ty nó rõ ràng á. Có thể chấm cao chấm thấp thì tùy mình muốn chấm thấp thì mình bỏ thêm tiền mình mua cái chấm xuống thôi, nhưng mà em sẽ advise customer là cái nào nó sẽ lợi hơn. Thì tùy túi tiền mỗi người, tùy budget.
Wow, từ như vậy thì chị nghe nói, em nói là chị cũng muốn gắn cái solar nhà chị. Chị từ khi lần tới chắc là thế nào chị cũng mời em tới nói về cái solar mà cho business. Tại cái business là một cái chỗ làm ăn của mình. Bây giờ mình chưa không có đủ giờ để mình nói thêm. Mình mới có nói home với xe thôi. Mình lần tới mình sẽ nói về commercial nếu mà em có thời giờ nha. Chị sẽ mời em trở lại. Chị cảm ơn Kỳ Anh đã tới với chị ngày hôm nay để nói về cái solar, mà cái đó, điều đó là điều mọi người đang băn khoăn đi làm sao để dành tiền về điện, và chị thấy chị rất là thích thú. Chị cảm ơn Kỳ Anh nhiều lắm. Thì em cũng cảm ơn chị đã cho em cơ hội ngồi đây để trả lời những cái thắc mắc mà em nghĩ cũng rất là nhiều người quan tâm. Solar nó còn nhiều lắm chị ơi. Được rồi, nó cái rất gì là mình bao la tới. Cho nên là thưa quý vị, nếu mà quý vị có câu hỏi gì thì quý vị cứ liên lạc với Eco Solar USA, thì bên công ty của tụi em có tham khảo miễn free hết. Em cho cái số điện thoại cho mọi người. Cho em xin gửi quý vị cái số điện thoại là 714-265-9077. Again là 714-265-9077. Showroom của tụi em là ngay góc của Westminster với lại Garden Westminster và Harbor. Westminster và Harbor. Thưa quý vị, xin rất là cảm ơn quý vị. Cảm ơn chị Anh nha. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình Money Smart của chúng tôi.